Xin chào tất cả mọi người đã đến kênh với kênh YouTube của Thi Thỏ nha. Hôm nay mình sẽ làm một món tên là gà bó xôi nha, đùi gà bó xôi. Đây là cái đùi gà mà mình đã chuẩn bị và mình đã ướp sẵn là tiêu, nước mắm, bột ngọt, một xíu bột nêm và một xíu ớt nha. Mình để cho nó thấm khoảng tầm 15 đến 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chiên cho mọi người ha. Còn nếp thì mình đã nấu thành xôi sẵn rồi nha. Lát nữa là mình sẽ chỉ cần việc bó thôi. Bây giờ mình sẽ chiên cái số đùi gà này lên cho mọi người xem ha. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ cái dầu vào trong cái chảo này cho đến khi mà nó nóng, chảo nóng lên ha. Và mình sẽ bỏ đùi gà vào. Đây mình đã bỏ cái đùi gà vào đây. Thì mình sẽ lật nó đây nha, mình chở nó thịt rất là vàng luôn luôn, rất là đẹp.